Nhà bãi cơm hoa trên YouTube xin chào cả nhà. Xin mời các bác và anh chị tham quan kho hàng của em tại Thanh Hóa Triệu Sơn nhé. Đây, tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là xe. Các bác và anh chị mà muốn quan tâm đến những dòng xe mini cào cào, touring, xe đua thể thao thì liên hệ với em. Dòng xe cổ thì liên hệ với chồng em theo số điện thoại 0912 746 836. Em nhắc lại 0912 746 836 nhé. Đây là phía dưới thôi, còn kho hàng nhà em bên trên rất là nhiều. Các bác và anh chị có quan tâm đến dòng xe thì liên hệ với em. Dòng xe Nhật bãi bên em rất là nhiều loại phân khúc, rất nhiều luôn. Bây giờ em Hoa là chuyên về bếp, em sẽ giới thiệu bếp cho các bác và anh chị để tham khảo. Em đưa review một chút kho hàng nhà em thôi để cho các bác và anh chị biết được kho hàng nhà em rất là nhiều mặt hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác và anh chị một mã bếp Zinai full chức năng mặt kính. Khung hàng mới, hôm nay em lên chỗ góc hàng mới này. Rất là nhiều luôn. Đây, thợ đang còn làm khung để cho phục vụ quay hàng để cho được đẹp, để sắc nét hình ảnh cho các bác và anh chị nhìn thấy chân thực hơn ạ. Một em bếp ngày hôm nay em giới thiệu đến cho các bác và anh chị là một con Zinai mặt kính màu xanh coban full chức năng. Mặt màu kính nhé, màu xanh coban. Đưa mặt bếp để cho các bác và anh chị tham quan mặt mũi của nó trước này. Mặt trên của bếp này. Hình thức mặt rất là đẹp luôn. Chiên lưỡi của nó là bằng đồng nguyên khối ạ. Chiên lưỡi là bằng đồng ạ. Đây, họng nguyên zin theo bếp luôn nhé. Họng nguyên bản đấy ạ. Con này là một con nguyên bản. Các anh chị nào mà đang tìm kiếm những cái dòng bếp Nhật mà gọi là thích dòng nguyên bản. Họng nguyên bản tức là nội thất họng bếp này, nội thất bên trong và khoang nướng thì bên em không tu sửa gì, gọi là không sơn sửa hay là đánh bóng lại. Còn thành vách thì vẫn có sơn sữa lại các bác anh chị nhé. Đây thành vách này. Thành vách mà hai bên hông trái hông phải thì bên em đều có gọi là cần chỉnh lại để nắn khung cho không bao giờ bị móp méo, tình trạng bị móp méo. Và có sơn sữa phủ bóng lại, sơn ô tô tĩnh điện 2K để thứ nhất là bảo vệ khung thành để không bị han dính này. Và thứ hai là để cho thẩm mỹ đẹp hơn. Một em Zinai full chức năng ngày hôm nay. Đây, hình thức của bếp đây là em giới thiệu cho cả nhà. Bây giờ em mời các bác và anh chị cùng em tham khảo về chức năng của con bếp ngày hôm nay. Các bác và anh chị vào tham khảo mua bếp thì dừng chân lại kênh của Hoa Nhật bãi của em, thì vui lòng cho em xin một like, một đăng ký kênh nhé. Em chân thành cảm ơn rất rất là nhiều ạ. Bây giờ em sẽ chi tiết về mẫu này để cho cả nhà mình tham khảo ạ. Em test lửa luôn cho cả nhà xem trước. Ngọn lửa rất là xanh, rất là đẹp luôn. Lửa rất là xanh luôn. Mức to nhỏ nhất của bếp đẹp. Đây, em sẽ test cái tính năng an toàn của bếp Nhật. Bếp Nhật thì nó có cái tim cảm biến đo nhiệt độ đây này. Đây là nó tìm mà cảm biến đo nhiệt độ đấy nồi này. Nó sẽ tự động tắt lửa và có ga khi nồi cạn nước. Hôm nay đang nấu mất ngọn lửa, nấu canh, nấu nước, nấu cháo có bị trào nước ra là bếp sẽ hoàn toàn khóa ga cho gia đình mình. Đó là cái tính năng chung của dòng bếp Nhật. Và bây giờ em sẽ test theo làm test bếp và làm các cái ví dụ, thí dụ như thế để cho các bác và anh chị thấy được là bếp sẽ hoàn toàn khóa ga cho mình yên tâm sử dụng. Còn là bếp tay phải này là em sẽ test cái tính năng cạn nước này. Khi test tính năng cạn nước này thì các bác và anh chị nhận về chỉ cần test này, chỉ cần đặt một cái nồi của gia đình mình lên này và nhớ là cái đậy cái nắp bàng lại cho giúp em. Và chỉ cần quan sát này, lúc đầu là lửa đang to như thế này đúng không ạ? Và khi nhiệt độ đáy nồi tầm 200 độ C thì lúc này bếp sẽ tự cân chỉnh, điều chỉnh ngọn lửa nhỏ lại. Là như thế là các bác và anh chị thấy được là tính năng cạn nước. Trước bác và anh chị chỉ cần test như thế thôi. Đây, ngọn lửa nhỏ tự cân chỉnh nhỏ lại như thế này. Thì tức là cái cảm biến đáy nồi của mình hoạt động rất là tốt. Nên các bác và anh chị chỉ cần test như vậy thôi. Không cần đợi đến khi lửa tắt nhé. Vì là ở đây em làm một ví dụ là cạn nước thì em test bằng cái nồi nhôm mỏng. Mà khi các bác và anh chị về cái nồi của gia đình mình to thì cái nhiệt nó không giữ được trong cái bên trong của lò của nồi đó, thì nó sẽ không tự tắt lửa được đâu. Cho nên là thực tế là khi gia đình mình mà nấu nướng á, thì cũng không bao giờ đặt một cái nồi không lên để nó nấu đúng không ạ? Phải có cái thức ăn ở trong đấy thì lúc nó sẽ giữ nhiệt lại trong nồi thì nó mới cảm biến tự đo được để tắt lửa cho mình nhé. Nên các bác và anh chị chỉ cần test như thế thôi, không cần đợi đến nồi tắt đâu. Còn con bếp bên tay trái này là em sẽ test cái tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi, để cho các bác và anh chị theo dõi xem sau khi mất ngọn lửa là bếp có khóa ga cho mình không ạ.
tính bằng mất ngọn lửa này thì mất tầm khoảng 10 giây là bếp sẽ có tín hiệu khóa ga. Các bác và anh chị thấy được dòng nước nhập đất rất là an toàn luôn, an toàn tuyệt đối luôn. Một giải pháp chống cháy nổ cho gia đình mình rất là cao, giải pháp chống cháy nổ cho các bà mẹ, cho các người vợ sau sinh có thể là giảm trí nhớ đi, cho nên là các bác và anh chị yên tâm về cái điều đấy, giải pháp tối ưu luôn. Đây, tham quan khay nướng vị nướng về con bếp này. Khay nướng vị nướng bằng cái chất liệu inox nhé. Và anh chị có thể tháo rời trước khi và sau khi nướng được. Các bác anh chị vừa nghe tín hiệu, nó vừa thì có một cái tiếng tít tít là báo hiệu đã khóa ga, có tính năng mất ngọn lửa đấy. Đợi tín hiệu bên đây cạn nước thì mình sẽ test luôn cho các bác anh chị. Đây, nồi bên phải này, nồi nóng quá thì đã tắt lửa rồi. Bây giờ em sẽ test luôn cả hai cái tính năng này cho các bác anh chị thấy là sau khi lửa mất được ngọn lửa mất đi thì bếp có hoàn toàn khóa ga không ạ? Anh em mượn cái máy lửa đấy. Bây giờ em sẽ test cái tính năng này cho các bác anh chị theo dõi luôn này. Bếp hoàn toàn đã khóa ga đúng không ạ? Chống cháy nổ cho gia đình mình rất là cao luôn, rất là tuyệt vời luôn. Có cái bếp Nhật này để khi sử dụng là các bác phải yên tâm, không bao giờ lo bị cháy nổ. Nó là cái điểm ưu điểm tối ưu nhất của dòng bếp Nhật và nó sẽ tự động tắt khóa ga để chống cháy nổ cho gia đình mình rất ra, vì không còn khí ga bị rò rỉ ra xung quanh môi trường sống. Các cái phím đang còn bật hết ạ. Đó mà em vừa mới test lửa cho các bác anh chị thấy à, hoàn toàn là khóa ga đúng không ạ? Lò nướng là hai tầng nữa nhé. Lò nướng hai tầng nữa thì thức ăn sẽ được nhanh hơn, chín sâu chín đều. Một con bếp nướng hẹn giờ tối đa là được 15 phút và tối thiểu 1 phút. Đây, em sẽ hẹn 1 phút luôn của lò nướng để cho các bác và anh chị theo dõi. Một con này full chức năng hẹn giờ. Con này là full chức năng hẹn giờ thì nó có hai đồng hồ hẹn giờ riêng biệt này. Đồng hồ hẹn giờ riêng biệt của lò nướng này và đồng hồ hẹn giờ riêng biệt của bếp phái. Con này có hai đồng hồ hẹn giờ là chỉ hẹn giờ được bếp phái và hẹn giờ được lò nướng. Còn bếp trái thì không có chế độ hẹn giờ. Và thực tế thì em cũng là nói là mình hẹn thì cũng chỉ cần một bếp hẹn giờ thôi. Chứ còn nếu như có hai cái đồng hồ hẹn giờ ở trên thì một lúc thì các bác mà đồng thời cũng chỉ hẹn được một bếp thôi, chứ không đồng thời hẹn được hai bếp đâu. Một con bếp trái này thì có chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Đấy, tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Và có hẹn giờ này, con này em cần xem hẹn giờ tối đa được bao nhiêu phút này. Hẹn giờ dòng Zinai là được 90 phút và tối thiểu là 1 phút đấy ạ. Này, em hẹn luôn 1 phút của bếp trái cho các bác anh chị theo dõi nhé. 1 phút hẹn giờ là nướng của em đã trở về công rồi này. Đấy, đã hết thời gian đó và lửa cũng đã tắt rồi đấy. Đây, bây giờ em hẹn tiếp 1 phút của bếp phải để cho các bác và anh chị theo dõi được ạ. Sau 1 phút là bếp có hoàn toàn khóa ga không ạ? Coi lại con bếp bên tay trái này là có chức năng điều chỉnh chiên rán từ 160 lên 200, chức năng nấu nước tự sôi 5 phút và chức năng 3S. Dòng bếp Nhật thì vẫn dùng bằng đôi pin đại để đánh lửa. Pin này thì các bác và anh chị có thể mua cửa hàng điện dân dụng ạ, thì chất lượng pin sẽ tốt hơn. Và mỗi đôi pin dùng cho bếp là dao động từ 3-5 tháng tùy theo mức độ gia đình mình nấu ạ. À, em xin lỗi, con này là con là nguyên bản cho nên giá thành là em bán cho cả nhà với giá là 4.100.000 nhé. Em xin lỗi, còn nếu như con như thế này bên em vẫn có, không phải dòng nguyên bản là 3.800.000 nhé. Các bác và anh chị em nhớ nhầm, thì là một con nguyên bản thì đắt hơn với không nguyên bản. Còn con này cũng y giống con này nguyên bản, là không nguyên bản Zinai như màu như thế này bên em vẫn còn. Giá thành là cho cả nhà là 3.800.000 nhé. Các bác và anh chị đợi chờ với em, một phút hẹn giờ lượt đích thải của em gần hết rồi đấy. Đồng hồ đã hết thời gian rồi, và lửa cũng đã tắt rồi. Xin chắc là cũng xong rồi. Em test lửa luôn cho cả nhà xem. Hoàn toàn đã khóa ga đúng không ạ? Tính năng còn bật đây ạ. Bây giờ em đi tắt đây. Một em Zinai full chức năng ngày hôm nay, một dòng nguyên bản, một con chip duy nhất còn lại trong tại kho em. Giá thành 4.100.000 cho bác anh chị nào quan tâm đến dòng nguyên bản. Còn cái này không nguyên bản thì bên em vẫn còn nhé. Các bác anh chị mà muốn phân khúc dòng như thế nào thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại em chạy suốt hành trình video đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em ạ.